hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một phiên chợ rất đặc biệt. Đây có thể gọi là phiên chợ tiền tỷ của các đại gia chân đất, đó là phiên chợ Sâm Ngọc Linh. Phiên chợ Sâm Ngọc Linh Quảng Nam là một sự kiện văn hóa, kinh tế quan trọng của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Phiên chợ được tổ chức định kỳ vào các ngày mùng 1 tháng 3 hàng tháng tại trung tâm huyện Nam Trà My, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương tham quan, mua sắm. Phiên chợ Sâm Ngọc Linh Quảng Nam được hình thành từ năm 2017, với mục đích tạo ra một địa điểm giao lưu trao đổi mua bán sâm ngọc linh và các sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương phiên chợ cũng là một hoạt động ý nghĩa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nam trà my phiên chợ sâm ngọc linh quảng nam quy tụ hàng chục gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm từ sâm ngọc linh bao gồm sâm tươi sâm khô sâm ngâm mật ong rượu sâm trà sâm kẹo sâm các sản phẩm được bày bán tại phiên chợ đều được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng, đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm sâm chính hiệu. Theo các bảng giá được niêm yết tại chợ, sâm Ngọc Linh loại 1 giá 160 triệu đồng trên kg, loại 2 90 triệu đồng, loại 3 80 triệu đồng trên kg, loại 4 70 triệu đồng trên kg, loại 5 60 triệu đồng trên kg. Giá các loại lá sâm Ngọc Linh dao động 10 đến 12 triệu đồng trên kg. Hoa sâm 15 đến 17 triệu đồng trên kg, hạt sâm có giá 80 đến 100 triệu đồng trên 1.000 hạt. Chợ phiên sâm Ngọc Linh Quảng Nam có những cuộc ngã giá mà mức chốt mua bán lên tới tiền tỷ, người mới tới lần đầu nghe qua dễ lùng bùng lỗ tai. Nếu như vài năm trước, sau mỗi lần ngã giá, thì từng bó tiền xanh lẻ được trồng cao trước mặt người, thì nay đa phần được thanh toán bằng mã QR, chuyển khoản ngay tại gian hàng dù khác nhau về cách thức thanh toán nhưng các thương vụ mua sâm luôn gây cấn và cho người xem trong mãn nhãn. Ở chợ sâm, mỗi người dân đi xe máy, ăn mặc lấm lem cõng ba lô đựng một vài cây sâm để tới chợ là một gian hàng đặc biệt. Đó là bà con trên núi cao, họ có vườn sâm nhưng không bán đại trà mà chỉ bán một vài gốc để chi tiêu. Dân ở chợ sâm Nam Trà My nói, đừng nhìn bà con qua vẽ bề ngoài mà đánh giá sai lầm. Bởi trên lưng mỗi người khi xuống chợ họ cõng mỗi gốc sâm ít thì chục triệu. Nhiều có khi ngang một căn nhà, một chiếc ô tô. Phiên chợ có tổ thẩm định sâm được thành lập gồm 6 người, chốt đóng ngay trước cổng. Toàn bộ sâm được mang đến bán tại chợ đều phải được kiểm định. Một thành viên trong tổ thẩm định khẳng định, phiên chợ sâm chỉ bán sâm ngọc linh, không bán bất cứ loại nào khác. Thành viên là những người dày kinh nghiệm, kiểm định sâm bằng cách quan sát đặc điểm từ củ, rễ, lá sâm. Tất cả những người tham gia bán tại chợ sâm đều có cam kết về chất lượng ngoài ra nội quy chung thị hàng trước khi đưa vào chợ bán phải được kiểm tra từng củ nếu nghi ngờ không phải sâm ngọc linh bản địa thì không được đưa vào chợ đồng thời liên hệ cơ quan chức năng để xác minh nguồn gốc và xử lý ngoài các sản phẩm từ sâm ngọc linh phiên chợ còn có các gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương như gạo nếp hương rau rừng thịt lợn rừng đây là cơ hội để người dân địa phương giới thiệu sản phẩm của mình đến với du khách và người tiêu dùng phiên chợ sâm ngọc linh quảng nam được tổ chức với quy mô ngày càng lớn thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương tham quan mua sắm phiên chợ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nam trà my đồng thời quảng bá hình ảnh của sâm ngọc linh đến với du khách trong và ngoài nước phiên chợ sâm ngọc linh quảng nam đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nam trà my theo nhiều hướng tăng thu nhập cho người dân địa phương phiên chợ đã tạo ra một kênh tiêu thụ cho các sản phẩm từ sâm ngọc linh của người dân địa phương nhờ đó người dân có thể nâng cao thu nhập cải thiện đời sống phát triển du lịch phiên chợ đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với huyện nam trà my đây là cơ hội để huyện phát triển du lịch tăng nguồn thu cho địa phương nâng cao giá trị của sâm ngọc linh phiên chợ đã góp phần quảng bá hình ảnh của sâm ngọc linh đến với du khách trong và ngoài nước nhờ đó giá trị của sâm ngọc linh ngày càng được nâng cao trong thời gian tới phiên chợ sâm ngọc linh quảng nam sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển với quy mô ngày càng lớn phiên chợ sẽ được nâng cấp cải tạo để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và người dân địa phương phiên chợ sâm ngọc linh quảng nam là một sự kiện văn hóa kinh tế quan trọng của huyện nam trà my phiên chợ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời quảng bá hình ảnh của sâm ngọc linh đến với du khách trong và ngoài nước nếu bạn quan tâm đến cây sâm ngọc linh và muốn tham quan khám phá vùng đất nơi này thì hãy đến với phiên chợ Sâm Ngọc Linh vào ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn bấm nút đăng ký phía dưới để ủng hộ, giúp mình có động lực hơn làm ra những video hay phục vụ các bạn. Xin tạm biệt các bạn.